Trang Daily Mail hôm nay đưa ra thông báo, thủ môn David De Gea không có tên trong danh sách những cầu thủ Manchester United được giữ lại sau. Kể từ khi đến với Manchester United vào mùa hè năm 2011, thủ môn David De Gea đã trở một nhân tốt khó có thể bị thay thế. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng sẽ ra đi vào mùa hè này sau khi không thể tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng. Hãy cùng xem phản ứng của báo chí quốc tế về sự kiện này. Trang Daily Mail hôm nay đưa ra thông báo, thủ môn David De Gea không có tên trong danh sách những cầu thủ Manchester United được giữ lại sau. Trang Daily Mail hôm nay đưa ra thông báo, thủ môn David De Gea không có tên trong danh sách những cầu thủ Manchester United được giữ lại sau mùa năm 2022 đến năm 2023. Điều này dấy lên những thông tin về việc David De Gea sẽ chia tay Manchester United sau 12 năm gắn bó. Theo trang ESPN, thủ môn David De Gea có thể đã chơi trận cuối cùng cho Manchester United khi thủ môn 33 tuổi không đồng ý giảm mức lương xuống còn 25 triệu bảng một mùa. Huấn luyện viên Erik ten Hag cũng không coi anh là thủ môn số 1 mùa tới và muốn chiêu mộ một thủ môn có khả năng chơi chân tốt hơn. Ngay lập tức, trang The Mirror đã đưa ra ba sự lựa chọn nhằm thay thế David De Gea.